cái gì đó rất xa lạ đây. Có ai đó ở đây đang nói là ông lấy cái đấy, có mỗi ba thằng là đến tuổi đi làm, còn còn một tuổi đi học. Cậu nhưng mà thế là thế con béo là tôi nghe cái bài tập ở đây. Sao lại không? Anh đến vào những lúc người ta không bàn bạc về bài tập. Có ai không nghe đấy? Anh đến cái lúc người ta kéo muốn ra là có ai không nghe? Papi sau này xin này, cốt này, cô ta này. Quá nhiều xin mãi rồi. Xin cô ta. Xin cô ta. Đúng các kiểu. Trường năng khiếu, đó là bài tập này. Chú ảnh anh giáo chết rồi. Nói rồi. Cắm 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 ai sẽ chết đi mẹ đê đi. Nếu mà là thằng này thua thì lâu vãi rồi. Sao thằng này nó thua được? Nó thắng thì có thể nhanh. Thế anh đừng có thể lâu luôn thì trong nhanh. Anh không thích. Bảo rồi Papi chỉ chọn ra không nghiêm túc còn đánh nữa nè. 6k. Sáu rồi. Ok thế mẹ. Play cả bớt rồi. Hay lắm. 400. Hit Xeno. Rất đau. Đi tiến đi lùi lấy lực. Bốc bốc. Mẹ bốc vãi cho bốc. Đông nào. Được rồi. RC. Reset rồi. Cỏ. Đấy phải cỏ đấy. Cỏ là nhảy lên. Hay lắm. 6k. Buster chưa thôi. Không confirm. Một thập một reset là cỏ. Revelator reset thì không ai nói gì được. Ôi, cái click trúng. Hay lắm, rất nhanh. Hai kích. Được rồi. Combo, knock down. Click bớt, à, click đã bớt rồi. Không mất lực. Thấy ra hiệu ấy là mà. 50 lực. Chỉ đánh trúng một hit thôi. Không được rồi. Quá xa. Click. Bớt vàng. Thế được rồi. Kéo nhanh tí nào, 25 giây chú ạ. Kéo nhanh tí nào luôn. Còn anh đang bảo là con Midia sẽ nhanh. Em cứ tưởng là như là ở đây bây giờ Salty thằng nào. Salty mẹ đánh giỏi mẹ lên. Tầm này rồi đánh còn thua với thằng Nick nhất thì vớ vẩn. Anh đau khổ quá rồi. Anh chờ ấy mẹ. Anh sắp sửa đến thời kỳ suốt ngày thua em rồi. Anh chờ ấy. Chú, đâu, cái đoạn trước chú mới đánh xin. Xin lỗi lúc tôi bây giờ là khác. Tôi nghĩ là tên đâu rồi mẹ. Ta định đáng nhẽ phải nói là Juna hay là Kanji thì ok. Hana. Không lý gì cả. Không cần lý gì, Nick đánh nhiều như đó. Nhưng Nick có thua mà, thua đéo. Bắt đầu bớt rồi, Ecomo. Tích. Ok dê bê. Kết thúc rồi. One more mix up. Một mix up rồi. 50 lực. Overhead. Kết thúc rồi. 1-0 cho Papi. Quả này không có Mia. Play that too much. Play that too much. Đẹp không là đẹp quá đại. Các quy được 200 lần. Màu tím của AC như lồn. Màu tím quả này. Cái của em thấy suốt. Tao có màu tím rồi không? Nó bị trói màu quá. Tập là AC. AC cái màu vàng nó đẹp quá. Mấy thằng đều hết. Anh đánh bỏ mẹ ấy. Bỏ cái đâu qua? Đừng đánh thật. Đem vô đây là góc này. Chú nghỉ đi. 10 độ ở đây. Anh sang kêu là gì? Hết hâu chưa rồi. 6B cũng chưa nốt. Nốt nào rồi. Đánh dưới. E combo. Set play. Set play kiểu đéo này. Em biết đéo rồi. Anh phải hỏi người chơi. Sao không chơi mà dám nói set play? Xin lỗi. Các cái mình biết nhá. Đừng có các xung quanh cơ xe. Chỉ nói là lúc nào đánh trên, lúc nào đánh dưới thôi. Chú quanh này đỡ được rồi. Chết quay này. Đấy, đánh trên đỡ được này. Đấy, đánh trên đỡ được. Đánh trên đéo đỡ được này. Đánh trên và trúng. Con phơm. Và nấp đao. Chết. Rồi, chờ đấy. Rồi. Swim nấp đao rồi. 6k, 2p. Pop. IB châm. Không có bớt. Đó.
Rồi. Lại xin với em đâu nào. Thưa, của cái master. Hay lắm. Kích kích đồ xe. Free game mất rồi. Lại hết. Đồ xe. Ê, đâu? Không lâu quá. Chậm đi vào ông vào hẳn loạn. À, làm đề. Mong rồi. Mong xuống. Ba, hay lắm. Ý là biết rồi. Siêu mình. Hay lắm, hay lắm. Đi vào đấy là tưởng mình biết thì bóp rồi. Vấn đề là bóp tiền cho mọi người. Chẳng có bóp tiền. Khó lắm. Bắn châm thôi. Eco bộ. Đặt vòng. 6k đỡ được rồi. 6k lần nữa. Đặt châm thôi. Bắn châm. Em thấy cái 6k. Đặt vòng xong rồi nhảy lên. Vòng. Eco bộ. Sáu ca vòng. Sweep ra nào. Hai lá split. Xăm đây con giờ. Một tên team buster. Knock round rồi. Hòa máu. Mia đã bớt trước rồi. Ba set của mình trên. Sáu ca trúng nhưng vòng không đến nơi. FDB rồi. RC mất rồi. RC lần nữa. Nóc đau. Ecomo. Set play đánh dưới. Combo. Kích. Thôi rồi. Đúng 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 rồi. Đúng